Nay ngày 18 tây tháng 4 2023, anh chị em tiếp tục chị lô bò mới. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Em về lượng bò cũng khá là đông anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt bò alo trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang anh chị, Bạc Liêu anh chị, Đồng Tháp ha, Vĩnh Long, Tiền Giang, Chợ Gạo anh chị, Tây Ninh anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị. Em đang có chuyến xe về Bình Phước anh chị, Đồng Nai, Vũng Tàu. Cô chú anh chị nào ở các tỉnh có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Này đúng rồi, cũng khá là đông anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu cứ alo dùm em. Con cò này cực kỳ pin lực anh chị. Rất là đẹp anh chị. Rất là nhiều bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo dùm em. Bò nước ăn uống là ok anh chị, ăn hỏng hỏng luôn ha. Cặp bò này là tại chuồng là 19 triệu rưỡi anh chị. 19 triệu rưỡi cặp, xin là 20 triệu ha. Khá là đông ha. Cô chú anh chị vô xem clip giùm em anh chị. Em bán duy nhất hai kênh trại bò Thành Trung, Tâm Phúc Vlog anh chị. Anh chị nào ở gần xa không xem được clip nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like để cho em thêm niệm lực để cập vụ anh chị ha. Em tiếp tục mã số 1 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu số 1 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Em show hai con đầu tiên hơn bông anh chị. Cái con chiều cao đầu tiên là tầm khoảng 9 mấy phần nha, con kế 9 mấy phần anh chị. Cặp đầu tiên này có giá tại trường của em là 19 triệu rưỡi anh chị. Giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây, hai con đầu tiên là 19 triệu rưỡi ha. Hai con sau, con sau này một cặp anh chị. Cặp bò sau này tầm 26 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cái con này yếu mét tí anh chị, con sau là trên mét ha. Đây, cặp bò này giá tại chuồng của em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây, hai con này rất là to anh chị. Lưng quay đều hở hết anh chị. Lâu này mới về ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây, cái lông máu nó còn chưa rụng hết anh chị, mã số 1 anh chị. Cái dàn lưng nữa nè. Nó mới về nó hơi lộng cộng anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà thích bò 3B cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Cặp bò mã số 1, mén tay trái em là 26 triệu. Cặp đầu là 19 triệu rưỡi. Đây, 19 triệu rưỡi. Cái con đầu tiên này là chiều cao nó tầm khoảng 90 phân nha, con sau là hơn 90 phân anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Mã số 1, giá tại chuồng em là cặp đầu tiên là 19 triệu rưỡi. Một cặp 3B bông anh chị, giá 19 triệu rưỡi. Rất là sạch bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ, nhắc máy lên liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em. Bò này không còn gống ghiếc gì hết anh chị. Lưng quai đều hở hết. Giá 19 triệu rưỡi. Đây anh chị xem cái dàn lưng nữa nè anh chị. Cực kỳ to ha. Thiên lực ha. Lưng quai rất là hở bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, cặp bò cái lưng nữa nè anh chị. Rất là hở anh chị. Đây. Đó. Con này rất là dài đòn. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là hở bò. 19 triệu rưỡi một cặp ha, được 3B anh chị. Cái con đầu tiên là 90 phân, con sau là 9 mấy phân anh chị. 19 triệu rưỡi sau một cặp bực 3B ha. Đây. Rất là bóng ha, nó hơi chói anh chị. Đây. Rất là sạch bò. Con này là bê bông ha, lưng qua là hở hết. Đây, cái con cặp cuối này giá tại chuồng em là 26 triệu cho anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Đây, cặp sau là 26 triệu ha. Đây, rất là to bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm trại bò Thành Trung giúp em. Rất là to bò ha anh chị. Giá 26 triệu một cặp. Đây, rất là to ha. Đây. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm dắt máy liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Xương sóc đứng thẳng gắn dài đòn ha anh chị. Cái con đầu tiên, cái mã số 1 này, cái con màu đỏ đỏ này nó đang rất lông ha anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em. Mã số 1 anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước anh chị. Em đang có chuyến xe bù răng bù đốp anh chị. Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị. Đây. Cặp 3B đầu tiên bông này anh chị. Đây, cặp bông này giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi một cặp 3B bông. Con đầu tiên này, cặp này 19 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay mắc máy liên hệ trực tiếp giùm em ha. Lưng quay là hở cả gan tay anh chị, hai con F2 ha. Cái dàn lưng này anh chị. Rất là hở bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em. Đây. Rất là sạch bò ha anh chị. Giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi một cặp. Mã máy bên tay phải mã số 1 anh chị. 19 triệu rưỡi một cặp 3B bông ha. Một con bông gâm, một con bông 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 trắng trắng anh chị. Đây, hai con cũng rất là đẹp bò anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay liên hệ trực tiếp giùm em anh chị.
Giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi một cặp. Kế tiếp là mã số 1 luôn anh chị. Hai con, một con ba bê đỏ này đang thay lông anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 26 triệu anh chị ơi. Cái con sau nó đang thay lông anh chị. Đó. Rất là xa ha. Cái con đầu tiên là đo là yếu mét tí anh chị. Cặp 26 triệu anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 26 triệu. Cô chú anh chị nhắc máy liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em anh chị. Đây. Rất là sạch bò anh chị. Đem tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì xã số 2 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Em show hai con đực pin lực anh chị. Hai con đực đực vàng anh chị, đực kết man anh chị. Bò này vô tinh, dùng em là vô tinh không có nhảy độc nha anh chị. Chủ gieo ra để nái con xin đó mà ra cái con vậy anh chị. Anh chị có kêu kết man Mỹ thì bò xin cũng được anh chị. Bò này chiều cao là trên mét bò anh chị, lưng quay hở thà lè anh chị, xương nó như con bò bò Pháp mình anh chị. Anh chị nào ở vùng trên mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng của em là 20 triệu anh chị ơi, giá 20 triệu. Anh chị xem nè. Lưng đích là cái rang tông anh chị. Cái lưng nè, thè lè luôn ha. Đây. Cực kỳ to ha. Cái lưng nè, thè lè luôn. Con này thì hơi yếu một tí anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 20 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà rừng sao có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Lưng quay là đều hở hết anh chị ơi. Đây, con bò này rất là to pin lực anh chị. Giá tầm 20 triệu sâu được một cặp. Cặp này cặp bô ấy. Một con này con bô, con kia là gết man em biết anh chị. Con lưng này con này hở thè lè luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, con này cực kỳ đẹp ha. Giá tại chuồng em một cặp này giá 20 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây, rất là to bò anh chị. Đó. Đầu cổ là ok hết, xương sắc là ok ha. Đó, đầu trụi ha, con này đầu trụi luôn anh chị. Đó, con kia thì u sừng ha. Con này là đầu trụi luôn. Đó, xương là anh chị xem cái dàn xương đó nè, siêu khủng không anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 triệu một cặp ha, được xin anh chị. Một con gết man Mỹ, một con này con bô anh chị. Con bô là lưng nó hở không chị, cái cổ đội ha. Em thường thường nghe mấy ông già xưa nói vậy ha, cái cổ đội ha. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Mã số 2 giá tại chuồng của em là 20 triệu ha, một cặp đực bô ha. Một đực gết man, một con đực bô ha anh chị. Giá 20 triệu. Bò này bò vô tinh ra không anh chị ơi. Xương sóc là đứng ok lắm. Giá 20 triệu, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Bình Phước anh chị, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Củ Chi, Sài Gòn, Đồng Nai anh chị, Vũng Tàu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em ghép xe đi anh chị. Con này pin dữ dằn lắm, cái con đầu tiên là cực kỳ pin lực luôn anh chị. Đầu bư ha, cổ bật ha. Con sau là cũng cổ bật luôn mà nó mỏng hơn chị. Cái dòng sao nó dài đòn lắm anh chị. Cái con sau nè, cái con trước thì nó có cục thịt thù lù à. Con trước là nói chung là 60 cái thịt lắm hết anh chị. Con sau thì nó hơi yếu ha. Đó. Giá tại chuồng em mã số 2, giá 20 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò này chiều cao là trên mét hết trơn anh chị. Mét lẻ ha. Bò này không còn rống riết nữa anh chị. Cái dàn mông là siêu khủng luôn nè anh chị. Mông đít nó thè lè anh chị. À, dàn dài nè. Đó. Con này cái mà con cái con bé bên tay trái em là màu đỏ mật luôn anh chị. Cái con này màu vàng, hơi vàng tí ha. Cái con này cái lưng nó bự lắm anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 20 triệu một cặp đực xin anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đó. Chị thấy không? Cái đi nó lòng thòng luôn, ghê gớm không anh chị. Cái con bên tay trái em, cái con bên phải em đây. Đó. Giá tại chuồng của em là 20 triệu một cặp ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Anh chị thấy không? Giá 20 triệu, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Tiếp tục qua mã số 3 anh chị ơi, em số 3 con đực kem anh chị. Bò này nó lớn tháng trời nên tại dòng nó lùng liền anh chị. Ba hai con đực đầu tiên này chiều cao nó là yếu mét tí anh chị ơi. Em thấy nó bự chẳng mà xem đo nó yếu mét tí anh chị. Cái con sao là trên mét ha. Bò này luôn tầm khoảng 6 tháng bò trở lên anh chị. Dẻo tàn lớn anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm bò kem mà giá tầm chung chung mềm mềm cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Không phải là nó xấu tệ anh chị, nhưng chị sôi nào mong bít thà lè luôn anh chị. Con này cũng vậy ha. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Em show ba con đực là giá tại chuồng em là 26 triệu anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Ba con đực kem giá tại chuồng em là 26 triệu. Quá yêu thương luôn anh chị ơi. Có bự có nhỏ ha. Hai con đầu tiên nó rất là đều ha, con sau nó to đùng. Thì bắt con chủ em xô về cho dễ mua ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Ba con đực kem giá tại chuồng của em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Mẫu này rất là sạch anh chị. Sạch trơn ha, bò không thòng ruột, không uống nhớt anh chị.
Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị, Bình Phước, Bù Đăng, Bù Đốp anh chị. Em đang có chuyến xe về Bù Đăng, Bù Đốp ha, Cây Chanh anh chị. Em đang có chuyến xe về Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 3, giá tại chuồng em 3 con đực kem. 3 con đực kem giá tại chuồng em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây xương sóc ok lắm anh chị ơi. Đây. Con này nó hở đùng luôn nè anh chị. Đây, cái con này nó to đùng luôn ha. Đây quay từ phía cho anh chị xem dễ coi ha anh chị. Đó, con này rất là to ha anh chị. Đó. Rất là to bò. Giá tại chuồng của em là 26 triệu 3 con nghé đực kem. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Hai con này rất là bin, rất là đẹp ha anh chị ơi. Rất là sạch bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đó, anh chị thấy nó bóng mượt luôn không anh chị? Nó rất là bóng anh chị, cực kỳ bóng luôn. Giá chỉ 26 triệu quá mềm anh chị ơi, chưa đầy được 9 triệu một con anh chị. Nói chung bắt vô nhà vườn bắt về là cũng cực ăn lắm anh chị. Xương sắp đứng thẳng gẳng ok bò lắm. Con bò là cực kỳ bóng ha. Không có con nào mà tệ hệ hết anh chị. Có con sao nhìn thấy ghét không? Có quay đít qua đã không? Đây. Xui qua xui qua. Đây. Đó, rất là đẹp anh chị. Ba con giá tại chuồng của em là 26 triệu mã số 3. Cô chú anh chị nào có quan tâm cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị coi xương nè. Xương rất đứng rất là đều anh chị. Đứng thẳng gẳng ok lắm. Rất là sạch bò. Cô chú anh chị nào quan tâm á, cứ liên hệ giùm em anh chị để em ghép xe để phục vụ cô anh chị ha. Các tỉnh gần xa anh chị. Những cái tỉnh mà em báo là em đang có chuyến xe đi anh chị. Mình ghép được á, cho nên em báo cho anh chị để anh chị nào có nhu cầu bắt á. Bò mình nuôi mới kiếm thêm thu nhập anh chị. Mình bắt về mình nuôi ha. Mình bỏ cọc cạch mình kiếm thêm thu nhập, mình kiếm thêm lợi nhuận để nuôi sống gia đình anh chị. Giá tại chuồng của em là 26 triệu số 3 con nghe được, giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có quan tâm cứ liên hệ trực tiếp Trại Bò Thành Trung giúp em. Nó rất là đều anh chị. Hai con là hai con là 99 con 10. Hai con đầu là 99 luôn anh chị. Đó. Rất là sạch ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là sạch bò. Rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em ha. Mã số 3. Giá tại chuồng của em là 26 triệu. Ba con đực kem. À, mẹ con mã số 4 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mình xem mẹ con mã số 4 liên hệ trực tiếp anh chị. Mẹ sim lùng ha, dính con đực kem anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đây, con mẹ rất là to đấy, sữa anh chị, cực kỳ to vip luôn anh chị. Đây. Con nghe được cực kỳ đẹp ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Con chơi sữa nè anh chị, chà bá lửa luôn. Đó, rất là to bò. Cực kỳ đẹp ha anh chị. Mẹ con này giá tại chuồng em là 18 triệu. Giá tại chuồng 18 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Cái sữa là chà bá lửa luôn anh chị. Chị anh chị thấy không? Cực kỳ to ha. Một con nó hơi lăn xăng ha, một con cực kỳ bóng luôn. Ở ngoài nó hơi đỏ hơi vàng hơn ở trong hình tí anh chị. Tại vì nó hơi chói á, nhìn thấy nó trắng hay mét hơn ha. Ở ngoài nó hơi vàng hơn. Con được cực kỳ pin lực ha. Con bò này cấy nọc được gần một tháng trời anh chị. Một tháng cái lại 3B ha. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Lưng quay là hở cái rang tay anh chị. Anh chị xem cái lần lưng nữa nè. Con nè anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Con cực kỳ bóng mượt ha. Trái sữa con mẹ rất là to anh chị. Giá này tầm trung ha. Cô chú anh chị người nào cũng đều bắt được hết anh chị. Mẹ con nghe được giá 18 triệu. Mẹ con nghe được. Đây. Con mẹ này chiều cao nó không có cao hung ha anh chị. Mà nó có cái tàn. Con bò này chiều cao mét mét lẻ anh chị. Có cái tàn rất là lớn ha. Tại vì bò xin lùng á. Mét mốt á. Bò này mét mốt anh chị. Mét mốt ha, em nói lộn ha, chiều cao của mẹ mét mốt ha, cái tàn nó lùng liền anh chị. Mà đẻ con thì cực kỳ đẹp luôn. Giá tại chuồng của em là 18 triệu mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào quan tâm cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Anh chị xem trái sữa đó nè. Anh nhìn đứng từ xa coi cục cái vú anh chị thôi, rất là to luôn anh chị. Bò này xái mặt xái lưng là ok ha. Bò đẻ tầm khoảng 3 lứa bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 4, giá tại chuồng của em là 18 triệu mẹ con nghe được, giá 18 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Rất là sạch bò anh chị. Con ú lù luôn. Rất là bóng bò. Mã số 4. Giá tại chuồng em là 18 triệu. Đây, giá tại chuồng em là 18 triệu mẹ con nghe được anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây rất là đứng rất là xa cho anh chị nhìn hết cái con bò này anh chị. Rất là bự bò anh chị. Gúng yếm là lòng thòng ha. Đó, mình cột dây mình đứng nó không thẳng gẳng rồi như mình thả anh chị.
Đó, anh chị xem cái dàn mặt đó ha. Đó. Gúng hiếm rất là đẹp ha. Nó đi từ dàn gúng rất là sâu, sâu bò ha. Đó, cái dàn mặt đó đó anh chị. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em phục vụ cô anh chị ha. Mẹ một con giá đực giá tại chuồng em là 18 triệu. Cô chú ở gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em ghép xe đi ha anh chị. Mã số 4, mẹ con giá đực giá 18 triệu ha anh chị. Qua mã số 5 anh chị, cô chú anh chị nào có nhu cầu xe mã số 5 liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Em xô mẹ ăn con giá đực ha anh chị. Bò này tơ đỡ để nó đầu anh chị. À, bò này chiều cao nó trên 1m2 bò anh chị. Dính con giá đực bò bê kem cực kỳ vip luôn anh chị. Đít muối luôn anh chị. Mẹ ăn con ha. Mẹ ăn con này giá tại chuồng của em là 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha. Con mẹ tơ để nó đầu anh chị. Lưng quay là đều hở hết anh chị. Rất là to bò anh chị. Em bắt cái lóc này được 3 bộ mẹ ăn con chung một chủ luôn anh chị. Cô chú anh chị nào mà gần xa mà có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ em ha. Em đang có chuyến xe về Bình Phước anh chị. Anh chị nào ở Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước là đều ghép được hết anh chị. Đây, mẹ con giá tại chuồng em là 24 triệu. À, con mẹ này chủ cấy được tháng lẻ anh chị, cấy lại 3B anh chị. Cái con nào em nói cấy là cấy rồi anh chị. Anh chị về chị về theo dõi giùm em ha. Con nào là chưa là em không báo ha. Em nói cấy rồi để cho anh chị về mình theo dõi, có khi đậu cái mình khỏi mình cấy lại anh chị. Còn mà nó lên nước lại thì mình cấy lại cho em ha. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Anh chị xem cái dàn mông đít đó nè, siêu khủng luôn anh chị. Nè, siêu khủng luôn ha. Móng sò mẹ, móng sò đàng hoàng anh chị. Đây, cái đít đó nè, thè lè luôn anh chị ơi. Cái lưng là một gan tay em anh chị. Em đứng quay rất là xa để cho anh chị xem ha. Mã số 5, giá tại chuồng của em là 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Mẹ kem ha. Được 3B kem anh chị. Con này là bao bê kem chứ không phải kem hả anh chị. Tại vì dàn mông đít đó nó bự dữ lắm anh chị ơi. Đây em lại gần cho anh chị xem đây. Cái mông đít đó nè, như con hà mã luôn á, nó bự á, thè lè luôn ha. Và chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 5, giá tại chuồng em là 24 triệu. Mẹ con nghe được. Rất là to bò hả anh chị. Đây rất là to. Con mẹ cực kỳ sáng sủa luôn ha. Con cũng vậy hả anh chị. Con này tầm khoảng 3 tháng anh chị ơi. Mẹ này cấy lại được tháng 10 tháng lẻ rồi anh chị, tháng lẻ 3 lẻ 4 ngày ha. Anh chị bắt mà xem cái clip giùm em ha anh chị. Có khi anh chị nào mà ấy á, các em gửi cái giấy á về mình theo dõi anh chị. Đây, anh chị xem trái sữa của mẹ nè anh chị. Cực kỳ to luôn. Đó, bò tơ để nó đầu ha. Trái sữa là cực kỳ bự luôn. Đó, trái sữa rất là tốt ha anh chị. Con là cực kỳ pin lực. Giá tại chuồng của em là 24 triệu mẹ một con. Giá được giá 24 triệu. Cô chú anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt bò, mẹ con nghe được cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây mẹ con cực kỳ bóng ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Đây, bò này nó tơ mới thay găng luôn anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Giá tại chuồng của em là 24 triệu. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Đây, cái dàn mặt là cực kỳ đẹp ha anh chị. Con mẹ là chiều cao là trên 1m2 bò ha. Đây, con nó bú nè. Cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Con mẹ lú tiền, con lú tiền luôn anh chị. Quá vip luôn. Giá tại chuồng em là 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Mã số 5, giá tại chuồng em là 24 triệu. Em tiếp tục mẹ con mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con mẹ này chiều cao em đo giữa lưng là trên 1m2 bò yếu 3 anh chị. Rất là to bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Con mẹ này con mẹ là cực kỳ mát sữa anh chị, nó bóng như là tha mỡ anh chị ơi. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 22 triệu rưỡi anh chị. To như con hà mã vậy. Con mẹ chiều cao là trên 1m2 yếu 3 bò ha. Nó gần xém xém 1m3 anh chị, chưa tới ha. Đó. Yếu 1m2, yếu 1m3 anh chị, trên 1m2 ha. Mẹ con này giá tại chuồng em là 22 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây, con mẹ con là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 22 triệu rưỡi mã số 6. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Lưng quay con là cực kỳ hở ha. Pin lực anh chị, chung với mã số 5 anh chị. Đây, anh chị xem cái mông đít đó nè anh chị. Đây, cái lưng là một gang tay em không á. Bò này đẻ cực kỳ mắc sữa ha. Con này cũng đẻ một lứa nè anh chị. Con bò này sắc to lắm, nói chung là chủ có hơi thiếu thốn ha, nó không được mập mấy ha. Con mẹ nó không mập mà nhưng mà tàn nó khác khủng lắm anh chị ơi. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt á về mình thúc phẩm vô thêm ha anh chị. Ăn uống là ok ha anh chị. Con là cực kỳ đẹp. Giá tại chuồng của em là 22 triệu rưỡi mã số 6. Đây, xương sóc gúng yếm lòng thòng nha. Anh chị xem cái dàn mặt con nè. Bóng như là tha mỡ luôn anh chị.
trái sữa là cực kỳ to ha. Đó, anh chị xem trái sữa nè, đó, dính cái đùi nhìn không thấy rõ ha. Đó, trái sữa là rất là mát sữa ha anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp với em ghép xe đi anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước anh chị, Đồng Nai anh chị, Vũng Tàu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp với em ghép xe đi anh chị. Con mẹ này là cực kỳ khủng, cực kỳ to anh chị. Đây, rất là đẹp ha. Con nó hơi nhát á, tại vì chủ nó không có lợi gần thường anh chị, nó hơi nhát. Nhưng mà con nó quá hồi vip luôn anh chị, cực kỳ mát sữa luôn. Đi phục phịch luôn anh chị. Đây, cực kỳ ha. Cái con này em quay kỹ anh chị. Con này là cái dậu nó dài, có cái tim xuống anh chị, chứ không phải là thòng ruột anh chị. Nó có cái tim rúng anh chị, cái tim rúng thẳng xuống á. Anh chị nào có nuôi bò thì biết ha. Giá tại trường của em là 22,5 triệu mẹ con nghe đực. Nghe đực nha anh chị. Con mẹ chiều cao là trên 1m2 bò, yếu 1m3 anh chị, cực kỳ to. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Lâu lâu sẽ hô được mấy mẫu mẹ con mà giá tầm chung chung như này anh chị. Đây, rất là đẹp bò anh chị. Đây, con mẹ quá trời to luôn anh chị ơi. Con là cực kỳ mát sữa luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp dùm em ha. Mẹ con muốn sò anh chị, con thì quá vip. Lưng đó nè anh chị. Giá chỉ 22,5 triệu mẹ một con. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em bán chỉ duy nhất hai kênh anh chị, Trại Bò Thành Trung, Tâm Phúc Vlog anh chị. Cô chú anh chị nào nhớ xem, nhớ đăng ký kênh với like cho em anh chị, nhấn nút like để cho em có thêm nhiều động lực anh chị. Mỗi lần em phát sóng á là anh chị đều biết hết ha. Em khoa khung giờ em phát sóng là 6:20 anh chị, buổi chiều ha, em like buổi tối ha. Có cô chú anh chị bắt bò em không được á, có mấy ngày sau bắt không được á, cứ liên hệ điện trực tiếp giùm em để bò em về liên tục như này nè, em quay cho anh chị xem ha, được chốt trên Zalo mẹ em anh chị. Giá tại chuồng em mẹ một con, anh chị thấy nó to ghê không anh chị? Nó không có đậu lên to ghê không? Tiếp tục mẹ ăn con mã số 7 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mình xài mẹ con mã số 7 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con mẹ này chiều cao trên 1m2 bò anh chị, bò này đã tầm khoảng chắc hai lứa quay đầu về, một lứa hoặc hai lứa anh chị. Anh thấy nó có ngẩn hay ngẩn như nè. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ kem con kem cứ alo trực tiếp anh chị nghe được anh chị. Mẹ ăn con này giá tại chuồng của em là 21,5 triệu. Giá 21,5 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ rất là to anh chị, rất là to ha. Giá 21,5 triệu. Con mò này cấy mọc được 20 ngày anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ em ha. Mò này cấy lại con kem anh chị. Cô chú anh chị bắt nhớ giùm em anh chị. Con này mã số 7, số 6, số 5 là chung một chủ nhà anh chị. Đó, có hai con cấy một con không cấy anh chị. Anh chị nhớ giùm em ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 21,5 triệu. Con mò này cấy lại tinh kem anh chị. Đó, còn là cực kỳ to anh chị. Giá này giá ok luôn anh chị ơi. Ông mò đang thay lông gòn cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Lưng quay là hở cá gan ha, con được kem anh chị. Giá tầm trung ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây con mẹ đây. Mẹ còn cũng khá là mập ha anh chị. Dài đòn ha, xương sóc đứng ok lắm anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ con giá tầm trung trung gì alo mẹ ha. Giá 21,5 triệu. Nó đang thay lông máu dần đàn đầu rất là tốt ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây, còn ú lù đã lắm anh chị ơi, nó trắng giấy trắng tinh luôn á anh chị thấy không. Đây nó đang thay cái dàn đầu đó anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo em ha. Dòng 2 ha anh chị, trái sữa rất là to ha anh chị. Đây con mẹ trái sữa rất là ok ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mà giá tầm chung chung là tầm khoảng 2 mấy triệu á, cứ liên hệ với em nha. Đây con đực nè, giá 21,5 triệu mẹ ăn con cái đực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Anh chị thấy nó ngỗng ngoài hết hồn không anh chị ơi, nó to. Nó to cực kỳ luôn ha. Anh chị thấy hết hồn bự không? Giá tại chuồng em là 21,5 triệu mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào gần xa mà có nhu cầu mà muốn mua bò sinh sản để nái á, cứ liên hệ trực tiếp dùm em để em đặt hàng ha anh chị. Đó. Khi anh chị bắt bò trên kênh YouTube không được á, cứ liên hệ trực tiếp dùm em để em quay á. Bò em về liên tục mỗi ngày em quay cho anh chị xem ha. Mấy ngày hôm nay thì em cũng quay bán lẻ cũng rất là nhiều bò ha anh chị. Mẹ con nghe được cũng đủ thứ hết. Cho nên anh chị cái mạnh vạn liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá tại chuồng em mẹ con nghe được, giá tại chuồng em là 21,5 triệu. Mẹ con nghe được giá 21,5 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 7, giá tại chuồng em là 21,5 triệu. Rất là sạch bò ha anh chị. Rồi, còn bóng mượt ú lù đã lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em quay bò này là rất là xa bò ha anh chị. Đứng tầm khoảng 4 mét đó.
anh chị thấy con không? Đó. Rất là bự ha, ú lù luôn. Bò này ba bộ, bò này màu có bộ nào cũng mắc sữa hết anh chị ơi, để nái là ok hết. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Con mẹ rất là to bò ha, rất là bự ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm Trà Bò Thành Trung giúp em. Em tiếp tục mẹ ăn con mã số 8 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mình xài mẹ con mã số 8 liên hệ trực tiếp dùm em anh chị. Này mẹ ăn con ha, bò này cũng lớn tháng anh chị, tầm khoảng 4 tháng bò, mà bò này chậm lên giống ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo dùm em anh chị. Đây, bò này trái sữa nó cũng hơi teo teo rồi, cũng còn bú giác anh chị. Đó, mẹ ăn con nhé, tầm trung anh chị nào có nhu cầu mà nuôi mình kiếm thêm lợi nhuận á, hay là mình nuôi mập con mẹ lên mình bán thịt, thân con lên bán thịt cũng được anh chị. Bò này giá yêu thương anh chị, giá mềm cực kỳ mềm luôn anh chị. Con mẹ chiều cao là 1m1 bò. Mẹ ăn con này giá tại chuồng của em là 11.800.000, giá 11.800.000 anh chị, chưa được 12 triệu, 11.800.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con giờ nói chung là tầm cũng được 6 triệu anh chị ơi. Được 6 triệu á, bán bê thu là được 6 triệu anh chị. Con mẹ thì hơi dẻo dẻo ha. Cô chú anh chị nào có nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Hành Trung giúp em. Mã số 8, giá tại chuồng em là 11.800.000. Ngay số đẹp anh chị, 11.800.000. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Giá tầm chung chung ha anh chị. Rất là đẹp bò. Con ú lù luôn anh chị. Con mẹ thì giá tầm trung ha. Mẹ này chắc em nghĩ là chặng 3 hơn chặng 3 một tí anh chị. Nó cũng còn bú mà bú giác ha anh chị. Đó, con thì tầm khoảng 4 tháng bò. Đó. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Mẹ xin cái 3B anh chị. Cái 3B. Giá tại chuồng của em là 11.800.000. Đó. Bò này hai lứa bò. Bò này thả bò bò dèo anh chị. Bò dèo nói chung là chủ á, người ta nuôi người ta cũng không biết là có vô nọc có gieo được hay nhảy nọc chưa luôn. Mà thả đồng anh chị, trái sữa cũng ok lắm ha. Đó. Còn ít sữa, con nó bú ít trơn tại thả đồng nè. Giờ ta em dùng em đang xạ rồi cho nên ta bán anh chị ta bán bỏ ha. Giá tại chuồng em là 11.800.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây con này cũng sạch sạch lắm anh chị. Đó. Cũng được lắm. Đây, rất là sạch ha. Trái sữa cũng còn anh chị. Đó, sữa cũng còn cũng to chứ không nhỏ mấy. Giá tại chuồng em là 11.800.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Con mẹ nó tha lan không, giờ mình cột cái nó hơi nhát. Đích khu là cũng ok lắm. Bò này bò chặn 3 nha anh chị. Trái sữa cũng còn được lắm anh chị ơi. Đây, trái sữa là cũng còn tí sữa ha. tí sữa. Giá 11.800.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đó. Mẹ cóc ha, mẹ chặn 3. Dính cái 3B. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp dùm Trà Bò Thành Trung giúp em. Bò này sướng sạch lắm anh chị chứ không phải nó tệ mấy. Cũng sạch lắm anh chị nào ít vốn á, mình nuôi mình kiếm thêm lợi nhuận á. Giống cái đường em nói vậy, con mập lên tí, bự tí mình bán, con mẹ mập lên tí mình bán. Giống như nuôi con heo mình bỏ ống vậy anh chị ơi. Đó, rất là sạch ha. À, giá tại chuồng em là 11.800.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp dùm Trà Bò Hành Trung giúp em ha anh chị.